Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Dojin. Các bạn thân mến, Serious Things là một bộ phim kinh dị khiêu dâm năm 2002 của Pháp do Jean Claude Brissot làm đạo diễn. Bộ phim kể về câu chuyện của hai cô gái đã sử dụng bản năng tình dục của họ để thăng tiến bản thân trong xã hội Paris, nhưng cuối cùng lại trở thành con mồi của một nhân vật, thậm chí còn lôi cuốn hơn họ. Nathalie là một phụ nữ thoát y tại quán bar, trong khi Sandrine là nhân viên pha chế. Trong một buổi biểu diễn, chủ câu lạc bộ yêu cầu Sandrine phải quan hệ tình dục với một khách hàng đã trả tiền. Nathalie sau khi kết thúc ca làm việc đã bảo vệ và khuyên can Sandrine không chấp nhận lời đề nghị đó. Vì sự chống đối đó, cả hai cô gái đều bị sa thải. Nathalie mời Sandrine đến ở tại một căn hộ của mình. Sandrine bày tỏ lòng biết ơn của mình và sau một vài ly rượu, cô thú nhận rằng bản thân cô đã bị Nathalie mê hoặc đến thế nào. Chẳng bao lâu, Nathalie cố gắng dạy những gì cô biết cho người bạn mới của mình. Các cô gái quyết định leo lên nấc thang của xã hội bằng cách khai thác sự hấp dẫn giới tính của họ và nhận công việc làm thư ký trong một tập đoàn ngân hàng. Nathalie nhanh chóng được điều động cho công việc trợ lý nhân sự và Sandrine hiện là thư ký điều hành. Cả hai đều nhằm mục đích quyến rũ sếp của mình và được thăng chức, điều mà Sandrine đã đạt được cùng với người đồng sáng lập Monsieur Delacroix, một người đàn ông lớn tuổi yêu cô đến mê mệt. Trong khi kế hoạch của Sandrine diễn ra mà không gặp trở ngại nào, thì Nathalie nhanh chóng trở thành một con tốt khác trong một trò chơi hư vô và điên cuồng của Chip Topher, một đối tác nguy hiểm trong trò chơi tình dục của họ. Chip Topher chính là con trai của CEO và là người thừa kế tương lai của tập đoàn ngân hàng, một anh chàng rất đẹp trai và là mục tiêu cuối cùng để cả hai cô gái dụ dỗ. Nhưng anh ta là một kẻ lăng nhăng tồi tệ. Anh ta là người tình của Nathalie, nhưng cuối cùng lại kết hôn với Sandrine. Đám cưới sớm được tiến hành và trong đêm tân hôn, Sandrine và Chip Topher cùng nhau đi bộ qua lâu đài của anh ấy trong một cuộc vui sau đó. Sau khi Chip Topher nghe tin cha của mình đã qua đời và để lại cho anh ta toàn bộ tập đoàn, anh ta đã yêu cầu các vệ sĩ hộ tống Sandrine đến một căn hầm. Ở đó, cô bị hãm hiếp tập thể bởi những vị khách, trong khi Chip Topher làm tình với em gái của anh ta. Như vậy, có thể thấy, Chip Topher là một kẻ rất đồi bại. Anh ta có mọi thứ mà các cô gái đều bị lôi cuốn và hấp dẫn ở một người đàn ông. Đó là sự trẻ trung, giàu có, quyền lực và đẹp trai. Nhưng anh ta tỏ ra làm kẻ bất cần, tàn nhẫn và trụy lạc, sử dụng quyền lực và tiền bạc của mình để hủy hoại những cô gái trẻ đang tìm cách trở thành đối tượng tình cảm của anh ta. Một số phụ nữ đã tự tử bằng cách tự thiêu thay vì sống một cuộc đời không có anh ta. Anh ta trở nên như vậy một phần vì khi còn nhỏ đã chứng kiến mẹ mình chết và sau đó bị ám ảnh về điều đó. Cả Nathalie và Sandrine đều bị hủy hoại bởi Chip Topher và phần nào trả giá cho những tham vọng của mình. Tuy nhiên, ít nhất một trong hai người cũng đã đạt được mục đích cuối cùng của họ, vì Nathalie vẫn mù quáng tin rằng Chip Topher yêu cô từ trong sâu thẳm, nên khi bị anh ta từ chối, cô đã bắn chết anh ta trong sự phẫn nộ. Điều này vô tình giúp Sandrine trở thành người thừa kế của tập đoàn. Tuy nhiên, kết cục của Nathalie cũng không hề tệ, khi cô cũng có một gia đình viên mãn vào cuối phim. Cả Caroline Revel trong vai Nathalie và Sarina Sevko trong vai Sandrine đều thể hiện rất tốt vai diễn của mình. Cả hai đều là những cô gái đẹp và gợi cảm, nhưng về khách quan thì chúng ta đều thấy rằng Sandrine có phần trẻ đẹp và bắt mắt hơn, nhưng cũng là người e dè và nhút nhát hơn. Từ chỗ là công cụ để cho đàn ông mua vui và lạm dụng, họ đã thề với nhau rằng sẽ không bị đàn ông lợi dụng nữa, mà thay vào đó sẽ lợi dụng đàn ông cho những mục đích của riêng mình. Nathalie khuyến khích Sandrine nên tận dụng sự gợi cảm của mình để tiến thân trong cuộc sống. Cô ấy hướng dẫn Sandrine cách đánh thức bản năng tình dục của mình, cả trong phòng ngủ và ở những nơi công cộng. Một phân cảnh cho thấy Sandrine tháo bỏ đồ lót ngay trong đường hầm tàu điện ngầm và thu hút sự chú ý của một người đàn ông. Bộ phim diễn ra theo dạng hồi tưởng với Sandrine là người kể chuyện và kết thúc khá có hậu khi cả hai người phụ nữ đều tỏ ra hài lòng với hoàn cảnh hiện tại của họ. Cuối phim, họ vô tình gặp nhau trên một con phố. Họ cùng trao đổi những nụ hôn trước khi chia tay mãi mãi. Mặc dù là một bộ phim khiêu dâm nhẹ với những cảnh khỏa thân và làm tình tay ba, nhưng bộ phim được đánh giá rất tốt. Ngoại trừ việc lùm xùm sau bộ phim, khi vào năm 2005, đạo diễn
Jean Claude Rousseau bị kết tội quấy rối tình dục hai nữ diễn viên trong buổi thử vai của bộ phim. Ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi. Tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.